quay trở lại với channel Càng Tây Dòng Ghiền nha. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại trong một cái hẻm cũng gần chợ Tắc Cầu Kiên Giang, cũng gần ngay cái bến phà cũ á các bạn. Hôm nay nó có một cái đường nhỏ để vô đây, nhưng mà mình cũng không có gần lắm cái đường các bạn ơi. Nó vòng giống như cái mê cung. Và đây cũng là lần đầu tiên của mình vô đây để đưa tiễn một ông anh 55 tuổi về nơi an nghỉ nha các bạn, đưa về nghĩa trang nhân dân. Thì bên trong thì dịch vụ mai táng của chợ hàng Hồng Ngân đang là nhiệm vụ là dọn dẹp một số đồ không cần thiết ra ngoài. Ở đây thì thầy Huệ đảm nhận vai trò tổng liệm. Oh, yeah.
và kính thưa bà con cô bác cùng thân bằng quyến thuộc bạn bè thân hữu gần xa kính mến, tôi xin được mạnh phép đại diện cho tăng quyến để nói lên lời cảm tạ cùng bà con cô bác cùng thân bằng quyến thuộc bạn bè thân hữu gần xa kính mến. We'll be right back.
Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại lầu quả bán của Phước Lạc Viên. Ở đây khu này gọi là quả viên Vĩnh Hằng nha cả nhà. Đó giờ ở Gạch Giá hay đưa về đây chôn hoặc là thiêu. Đây là hệ thống tự động nha, chỉ cần đưa lên đây cái là có hệ thống chuông xe. We'll be right back.
Là Ken, Nghiêm, Châu. Hai tờ. Con lấy tờ ta. Đây đang tờ ta.